Từ nhiều năm qua, tuyến đường trục xã VKB2 từ huyện Cẩm Giàng sang huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, đoạn qua xã Cẩm Hoàng bị xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, đi lại của người dân. Người dân cũng đã phản ánh nhiều lần lên các cấp nhưng vẫn chưa được khắc phục. Đây là tuyến đường qua địa bàn xã Cẩm Hoàng. Mặt đường gồ ghề, nhiều ổ gà, ổ voi, dày đặc. Theo người dân, tình trạng đường xuống cấp từ hàng chục năm nay. Trời nắng thì bụi, trời mưa, những ổ voi ổ gà biến thành thùng vũng gây nguy hiểm cho người dân đi lại. Tại tuyến đường này, vào giờ cao điểm, có rất đông công nhân huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh sang Hải Dương làm việc và nhiều học sinh đi học. Mặt đường xấu luôn là nỗi ám ảnh đối với những ai phải thường xuyên đi lại trên con đường này. Xuống cấp trầm trọng, bà con đi qua ai cũng bị ngã nhiều lần rồi. Khi trời mưa thì gọi là nước đọng nhiều và người đi xe máy này chắc chắn là bị té tạt nước rất là nhiều. Các cái công ty người ta đi qua, người ta có nhiều người người ta kêu mà các cháu là đi học ngã cả xuống rãnh, ngã cả xuống các cái hố. Huyện Cẩm Giàng nói chung và xã Cẩm Hoàng nói riêng là cũng đã về đích nông thôn mới nâng cao rồi. Mà năm 2025 là tiến tới sẽ về đích nông thôn mới kiểu mẫu. Thế mà người dân chúng tôi đi lại mà thấy cái tình cảnh mà nông thôn mới mà lại không bằng cái ngày xưa như thế này thì nó thật công chí là người dân chúng tôi nó không được hưởng thụ cái thành quả của nông thôn mới. Thì chúng tôi cũng rất mong muốn là nhà nước là quan tâm đến chúng tôi là vùng sâu vùng xa để người dân được hưởng thụ cái tiêu chuẩn của nông thôn mới và nhân dân cũng đỡ khổ. Được biết trước năm 2018 tuyến đường này do huyện Cẩm Giàng quản lý. Nhưng sau đó, đường VKB2 từ Phí Xá về Kim Đôi giao cho xã Cẩm Hoàng quản lý. Do không có kinh phí, nên hàng năm địa phương này chỉ khắc phục tạm thời bằng cách san gạt và đổ đá cấp phối, sửa chữa tạm, nhưng cũng chỉ như muối bỏ bể. Đường này thì là thực ra đường giao cho xã quản lý, nhưng mà tuy nhiên thì nó lại là đường mà rất nhiều cán bộ nhân dân ở bên Lương Tài, bên Bắc Ninh đi qua lại xã Hải Dương. Thế do vậy đây cũng xác định đây là cái bộ mặt của Cẩm Giàng, của Hải Dương và của xã Cẩm Hoàng. Thế do vậy là chúng tôi trong lúc khó khăn thì đã 8 năm nay thì đối với địa phương là không đấu được giá đất. Thế do vậy cái nguồn để đầu tư cho hạ tầng làm đường thì rất hạn chế và chỉ chờ vào ngân sách của huyện hỗ trợ. Thế chính vậy là chúng tôi rất mong muốn là được Ủy ban tỉnh, Ủy ban nhân huyện Cẩm Giàng là quan tâm hỗ trợ cho địa phương chúng tôi để nâng cấp, cải tạo, làm mới từ tuyến đường này. Trước mong mỏi của người dân, rất mong những kiến nghị của chính quyền địa phương xã Cẩm Hoàng sẽ sớm được Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Giàng quan tâm, hỗ trợ kinh phí để cải tạo mặt đường, tạo thuận lợi cho người dân và các phương tiện lưu thông an toàn.